Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh có rất nhiều tiềm năng phát triển các loại hình thương mại dịch vụ khi trên địa bàn có hai khu công nghiệp lớn của tỉnh là Tịnh Phong và V-Ship. Tận dụng lợi thế này, địa phương đã xây dựng lộ trình phát triển mạnh lĩnh vực thương mại dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Khu tái định cư Thế Lợi phục vụ cho dự án V-Ship ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Nhiều loại hình dịch vụ đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Dịch vụ lưu trú được xây dựng ngày càng nhiều và đã đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư ở các tỉnh thành đến công tác ở khu công nghiệp V-Ship và Tịnh Phong. Tôi từ Hồ Chí Minh ra công tác thấy dịch vụ ở đây cũng rất là tốt, sạch sẽ, chu đáo, nhiệt tình và ở rất là thoải mái. Trước đây là thợ sửa điện tử. Giờ ông Dương Văn Binh ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh trở thành người quản lý hai nhà nghỉ của gia đình. Hiện tại bây giờ là nhà nghỉ một á, là hiện tại bây giờ là được 7 phòng, xây được cách đây 3 năm rồi, mà lượng khách là lúc nào cũng đầy phòng hết. Đầu năm 2021 là nhà nghỉ 2 đã hoàn thành, thì cái lượng khách thì đa số là ở này là cho những người chuyên gia. Hai khu công nghiệp V-Ship và Tịnh Phong hiện có trên 50.000 lao động. Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp ngày càng nở rộ theo đà phát triển của các khu công nghiệp. Doanh nghiệp này đã có kinh nghiệm gần 10 năm cung cấp suất ăn công nghiệp tại khu công nghiệp V-Ship. Mỗi ngày cung cấp 5.300 suất ăn công nghiệp. Doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 70 lao động tại địa phương. Công việc ở đây thì nó không gọi là nhẹ nhàng chứ không phải là cực. Dạ, thu nhập ở đây thì mọi người đủ sống. Như công nhân ở đây là thu nhập lúc nào cũng trên 5 triệu. Từ khi có khu nghiệp thì cũng là cái sự may mắn mà sự làm cho chính bản thân mình cũng như mọi người xung quanh ở khu vực khu nghiệp được thay đổi, chuyển đổi ngành nghề từ sản xuất nghiệp qua làm thương mại và dịch vụ. Điều đó tôi nghĩ là đem lại một cái cuộc sống tương đối cơ bản, ổn định và phát triển cho người nông dân cũng như bản thân tôi ở khu vực này. Trước đây khi chưa có các khu công nghiệp thì tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm đến 65%. Đến nay, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm xuống còn 25%. Cơ cấu kinh tế chuyển dần về thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Riêng tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng mạnh, chiếm 36%. Khuyến khích bà con là đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ đáp ứng cái nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như là người lao động. Là có cái nhu cầu về gì thì mình đáp ứng cái nhu cầu đó. Về phần của địa phương á, là cũng đảm bảo về an ninh trật tự để bà con yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như là thực hiện cái thương mại dịch vụ của mình để mà bà con phát triển. Khai thác tiềm năng và lợi thế, xã Tịnh Phong đang khuyến khích người dân và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ. Mục tiêu hướng đến là từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ.